Ok, bạn mới kênh trang xe nó của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot Van. Đó, phần này tiếp tục mình đi phần Chapter Chi nha các bạn. Đó, đây là video đầu tiên phần Chapter Chi. Rồi, chúng ta sẽ đi dòng Level 1 nha các bạn. Sử dụng trang phục là UH Custom. Mình sẽ kết hợp là dịch chuyển and video to nha các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ nhử ông đặc cuộn này lên trên này để dịch chuyển nha. Đó, mình sẽ sử dụng là video to. Đó, đầu tiên mình sẽ đặt lên một cái Telos Bay nha các bạn. Rồi, để cho ông đặt cuộn này vô tới đây. Mình sẽ núp vô trong cái thùng này nha các bạn. Cái nền dưới này có một cái viên gạch, mình sẽ chui vô. Rồi, đầu tiên mình thả video to ra nhử luôn. Đó, tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công đặc vụ đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua dòng, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được perfect nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ nếp qua đi dòng level 2. Đó, mấy dòng level đầu tiên này khá đơn giản thôi nha các bạn. Đó, đây là một nhân chủ series là sử dụng là UH Custom nha. Đây là một nhân vật và cụ già. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đặt đó một cái dịch chuyển. Sau đó chúng ta lên đây. Cách chờ cái delay này núp chúng ta tắt là chúng ta mới chạy qua được nha. Đó, nếu mà chúng ta băng qua sẽ bị phát hiện ngay. Mình sẽ chạy thẳng lên lấy vàng. Sau đó là mình sẽ chờ cho tia laser này tắt ngay các bạn. Đó, mình sẽ lợi dụng mình tháo bên đếp to ra. Đó, rồi chúng ta dịch chuyển thành công đặc vụ thứ hai. Rồi, bây giờ mình chúng ta sẽ vô đây xuống dưới này. Chúng ta sẽ đi qua dòng thôi các bạn. Đó, khá là đơn giản nha. Ok, giờ chúng ta sẽ qua dòng và đi tiếp tục dòng level 2. Đó, đây là video đầu tiên về phần Chapter 3 nha. Đó, dòng này nó có rất là nhiều camera và tele nha các bạn. Rồi. Đó, dòng này mới vô là thấy đặc vụ nữa các bạn. Đặc vụ hơi bị nhiều nha. Đó, chúng ta thả bên nó to ra. Không được, phải tắt cái tele này chúng ta mới vô được nha. Rồi, thả đi một con nữa các bạn. Để nhử xuống dưới đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ tắt tele hết. Gom toàn bộ vàng. Rồi, khúc này mình sẽ dịch chuyển là nhân vật đặc vụ cho đây luôn nha. Đó. Rồi. Ồ. Con bên tiếp to đã nhử lên đây. Chúng ta sẽ băng ra là sẽ bị phát hiện ngay. Rồi, ông đã chạy xuống kia. Giờ mình sử dụng bên tiếp to dịch chuyển luôn. Đó, rồi chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận ra đây. Thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh Bi Trong Tràng Xeno của mình nha. Ok, thank you so much. Thank you.
Mm-hmm.